Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản ATH. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 3 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới về chiều hôm qua, vừa mới dọn dẹp xong luôn quý vị các bạn nhé. Phiên bản ATH là phiên bản đặc biệt, phiên bản số tự động 1.4 lít quý vị các bạn nhé, lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, rất là mới luôn đấy ạ. Nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ, chưa có bị xước sát gì cả này. Từ đèn hậu này, phiên bản này là phiên bản ATH, phiên bản đặc biệt, xe đã được trang bị đầy đủ option từ nội thất, ghế da, la răng đúc, khóa thông minh, đèn nổ, tát tốp, camera lùi, cảm biến lùi. Đây, dàn lốp còn rất mới này, rất là dày. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, dàn lốp rất là dày. Hệ thống đèn, đèn daylight, đèn led ban ngày này, đèn bi xenon này, đèn gầm này, form này là form mới rồi, mặt ca lăng tổ ong này, rất đẹp. Nhìn về cái ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Vô lăng cần số, tay phanh rất là đẹp vì chiếc xe này mới lăn bánh có 3 vạn km ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, 3 vạn km này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Sang số thể thao, sang số thể thao thì ở chiếc xe Accent này không có, những chiếc xe City Top mới có thôi. Cruise Control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động này. Màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi. Cửa nóc các bạn nhá, phiên bản này có cửa nóc luôn rồi này. Đấy, cửa nóc này, nội thất ghế da rất là mới này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021. Đấy, sản xuất 21 luôn, phiên bản ATH. Rất là đẹp luôn này. Cam hành trình đầy đủ rồi, camera lùi, camera hành trình này. Đấy, keo chỉ này. Những chiếc xe này là còn rất là mới các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không va chạm gì cả. Nội thất này rất mới này. Trải sàn 5D đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Cốp sau, ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, chiếc xe này rất là mới này. Lốp xưa cua còn chưa hạ này. Đấy, đằng sau bạn xem này, như một chiếc xe mới luôn. Đấy, những chiếc xe này là không có chạy dịch vụ, tên tư nhân. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ keo chỉ của nguyên bản này, táp bi cánh cửa rất là mới. Đấy, lót sàn 5D này, nội thất ghế da còn mới tinh như này. Đây các bạn xem này, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng các bạn nhé. Đấy, mới lăn bánh có 3 vạn km thôi, xe thì đi ít, chủ xe lại giữ gì. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả cánh cửa bên phụ này. Đấy, toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, táp lô, đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ vô lăng, cần số này, tay phanh này, đấy, đều rất là đẹp này. Rất là mới luôn các bạn ạ.
chủ xe rất là giữ gìn. Lót sàn 5D đều rất là mới của bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp đây ạ. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan lên gương rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Tôi chống cái capo này lên. Đấy. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Và cái động cơ này thì không khác gì một chiếc xe mới các bạn ạ. Đấy, động cơ này nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông này. Đấy, chưa bóc ni lông luôn. Ốc chân máy này. Toàn bộ những cái ốc ở trong khoang động cơ này là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, còn nguyên hết luôn này. Tất cả là còn nguyên và rất đẹp này. Ốc cabo đây các bạn này. Một chiếc xe này thì có thể nói là siêu lướt các bạn ạ. Đấy, siêu lướt luôn các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ cabo này đều là nguyên bản hết luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc Accent phiên bản ATH 2021 lăn bánh được 3 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và không chạy dịch vụ các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị ạ nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản ATH, phiên bản đặc biệt này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Yeah.